Hello anh em, hôm nay Tâm sẽ gửi đến anh em một video về chủ đề là bô độ. Đó, anh em nhìn thấy ba chiếc xe phía sau Tâm đây. Thì lần lượt ở bên đây là Civic, Honda Civic 1.5 turbo, Mazda 3 hatchback 1.5 thường. Và bên bìa bên đây, chiếc xe màu trắng là Honda Civic 1.8. Và nó sẽ có 3 loại bô khác nhau. Thì so sánh về độ lực của máy thì ba xe này gần gần như tương đương với nhau nha. Nhưng quan trọng là nó sử dụng ba cái loại bô khác nhau, ba thương hiệu khác nhau. Thì mình sẽ xem trước về cái ngoại thất, có nghĩa là cái đuôi bô á, về cái ốp bô phía sau á, mình nhìn coi nó về mình nhìn thấy trước về bên ngoài như thế nào, nó xấu đẹp như thế nào trước đó. Rồi sau đó mình sẽ so sánh thêm là về cái âm thanh đó. Ok, mời anh em quay lại phía sau đuôi này. Đây là Honda Civic 1.5 turbo, xài bô RES. Đây, bô RES thì anh em sẽ thấy bên ngoài nó như vậy. Đây nó sẽ ra ba ống xả. Đây RES đây anh em ha. Đó. Đây, bên ngoài anh em thấy nó sẽ ra ba ống xả và nó sẽ đặt ở giữa nha. Rồi bên đây. Mazda 3 1.5 thì xài bô set. Đó, nó sẽ có hai ống xả hai bên ha. Còn bên đây là Honda Civic 1.8 bô CRV. CRV anh em ha. Đây. Đó. Thì nếu nhìn ba cái ống xả, ba kiểu của ống xả thì bô RES của chiếc Civic đen đỏ bên kia á, nhìn nó đẹp hơn nhiều ha anh em. Nhìn nó kiểu nó ngầu nó đẹp hơn. Còn hai bên đây thì nếu trước tiên xếp về ngoại hình thì bô RES đứng đầu, bô set đứng thứ hai, bô CRV xấu hơn xấu hơn tất cả. Cảm nhận của mình thôi nha, tùy anh em, mỗi người mỗi thích cái kiểu của mỗi người quan điểm. Nhưng mà theo quan sát cá nhân của mình và cảm nhận cá nhân của mình á, quan điểm của riêng mình á là cái bô RES đẹp nhất, nhìn nó dồn bám ở giữa, nhìn nó rất là mạnh. Còn hai ống xả hai bên của bô set thì cũng tạm chấp nhận được thôi. Còn cái bô này, cái ống xả này cái đầu ra nhìn nó hơi bình thường, cảm thấy nó không có ngầu lắm. Ok, tiếp theo cái phần đặc biệt nhất, phần quan trọng nhất, đó chính là tiếng bô nó ra như thế nào. Tại vì cái độ mạnh độ khỏe của ba cái máy này nó tương đương với nhau, thì mình sẽ bỏ qua cái vấn đề là máy mạnh hoặc máy yếu. Đây ba máy là tương đương, thì mình sẽ xem coi ba cái loại bô này gắn lên ba chiếc xe này nó sẽ ra cái âm thanh như thế nào. Mời anh em. Bây giờ Tâm sẽ đạp từng xe trước ha, đạp từng xe trước. Sau đó sẽ nhờ ba người đạp cùng lúc ba xe ha anh em ha, và anh em tự cảm nhận nha. Đây, đầu tiên Tâm sẽ đạp trước Honda Civic 1.5 bản turbo ha, xài bô RES nha anh em, bô RES RES. Đây, bô RES. Anh em quay lại nhìn lưỡng này. Rồi. Ok anh em cảm nhận nha. Rồi, bắt đầu Tâm sẽ đạp cái bô RES của chiếc Honda Civic 1.5 turbo. Anh em nghe và cảm nhận nha. Bây giờ mình sẽ khoan phân tích nha, khoan nhận xét nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đạp cái xe thứ hai là cái xe Mazda 1.5 xài bô set nha anh em. Set đó là XEX nha, chứ không phải là SEX như anh em đang nghĩ đâu nha. Bô set, set là bô XEX. Đây, anh em nghe nha, nghe và ghi nhớ lại cái âm thanh nha. Sau đó mình sẽ tổng hợp lại, mình so sánh cả ba xe một lượt ha. Đây, bắt đầu nha anh em. Em thấy có gì khác biệt không? Trước đi hai xe này trước ha. Bên đây ấm hơn, hơi cảm giác đầy hơn. Bên đây bô set,
có vẻ hơi chát hơn ha, chát hơn và cái âm thanh nó không ấm và trầm như đây, bắp nhiều hơn, chép nhiều hơn, đúng không? Rồi cuối cùng cái xe thứ ba, cái loại bô thứ ba cũng là Honda Civic 1.8 bô CRV. CRV cái đây em, CRV thì đây cái thương hiệu anh quay zoom lại sáng này, đây CRV đây. Ok, về ngoại hình nãy tâm chê nhiều nhất á. Rồi về âm thanh, bật mí thêm nha, xe trắng hồng này của một bạn nữ chưa có người yêu. Ok, anh cho em mà muốn xin info thì cứ comment bên dưới nha, thì Tâm sẽ ưu tiên cho người nào nhanh tay nhất. Ok, bắt đầu nè. Rồi anh em nghe nha, cảm nhận nha. Rồi chắc hơn luôn em. Bây giờ Tâm sẽ nhờ ba anh chủ xe đạp cùng lúc ba xe, anh em sẽ đi qua một vòng để anh em sẽ so sánh được ba âm thanh nó gần khoảng thời gian hơn, để anh em dễ cảm nhận và so sánh hơn nha. Ok, ok anh em, bắt đầu em đạp em đếm nha. 1 2 3 dừng. Đó là ba cái dòng bô mà đang phổ biến nhất trên thị trường, ba dòng bô độ ha. Thì dành riêng cho những anh em đã biết tới ô tô về và đã đăng ký kênh ha. Nếu ba anh em nào hoặc ông nào á thích cái loại bô nào thì có thể liên hệ tôi chỉ chỗ cho mà tự đến đó mà làm ha. Hoặc là có thể nhờ bên anh em ô tô về giới thiệu hoặc là dẫn tới cũng được. Ba loại bô luôn. Và nhìn thấy ta. Nếu cần thiết á hẹn tôi ra, cuối tuần nào tôi cũng ốp hết á. Hẹn tôi ra tôi cho nghe thực tế từng bô của ba loại bô này, thích bô nào tôi chỉ cho làm ha. Thì ba bô này đều gắn chính hãng hết và đều có chế độ bảo hành rồi hết, đây là anh em trong hội hết, nên anh em ai có nhu cầu thích á thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc là comment bên dưới tôi sẽ chỉ cho. Ok ha, tại vì đam mê xe thì là anh em thôi. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người lại video sau ha. Hoặc là anh em thích cái chủ đề gì hoặc là quan tâm cái chủ đề gì về ô tô hoặc xe độ có thể comment bên dưới. Bye bye mọi người.